Hello mọi người, nhất là những cái chị nữ sinh năm 1972, tuổi Nhâm Tý, người có mệnh là Tam Đố Mộc. Đây là video clip em làm về vận hạn 6 tháng đầu năm 2018, năm Mậu Tuất, cũng như là tử vi của nguyên một năm Mậu Tuất cho cái tuổi của các chị, và mong rằng nó là một cái gì đó có ích cho các chị, để chỉ việc các chị ứng dụng vào cuộc sống của cái năm Mậu Tuất, và nó sẽ đem đến cái nhiều cái thuận lợi trong cái năm đầy khó khăn này. Năm Mậu Tuất thì theo nghiên cứu của em thì là một năm khá khó khăn đối với các chị nữ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1970. Thì nó khó khăn như thế nào thì chúng ta sẽ đi sâu vào từng chi tiết và để thấy rằng nó khó khăn hay là nó tốt đẹp. Đầu tiên hết á, thì người tuổi nữ Nhâm Tý thì có mạng là Tam Đố Mộc, và năm nay gặp Bình Địa Mộc, Mộc cùng hàng, cho nên là bản mệnh là cùng hàng Mộc hết là tốt. Sao thì lại là sao Văn Hớn, đối với năm 2018 là sao Văn Hớn, thì sao này là sao chủ của tai tiếng và rối ren. Hạn thì là hạn ngũ mộ, hao tài mất của, vận niên đó là Trư Phùng Hỏa, heo gặp lửa là vận niên xấu. Thiên can đó, Mậu tương xung với lại Nhâm, cái chữ Mậu của Mậu Tuất nó tương xung với chữ Nhâm của là Nhâm Tý của chúng ta, là bất an gặp nhiều bất trắc. Địa chi á, Tuất á, thì là mệnh thổ, mà Tý á, thì là mệnh thủy của chúng ta ha, cho nên nó là địa chi gọi là tương khắc ha, thổ nó khắc thủy về về nạp âm mệnh, cho nên là cũng sẽ là bất an. Nếu như mà để nói về 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 tử vi một cái tuổi nào đó thì em hay nhắc lại những cái thiên tính, cái chung chung của cái bản mệnh của con người của tuổi đó. Thì như đã nói, các chị tuổi Nhâm Tý ha, được là tuổi chữ Tý là thủy tương sinh với mạng là mạng mộc, phải thủy nó sinh mộc và là gọi là tuổi nó tương sinh mạng, lại có sao phúc đức chiếu mạng, vốn là có cái sao phúc đức ở trên mạng có chiếu mạng, cuộc sống nó thường gặp nhiều may mắn may lành nè, hưởng nhiều hạnh phúc hơn là khổ đau, là người hiền lành, có tấm lòng tốt, sẵn sàng giúp đỡ những ai gặp khó khăn hay mà làm việc thiện, nên cuộc sống gặp nhiều thuận lợi, danh lộc tăng tăng nhanh, nhất là khi vào đại vận từ 43 tuổi cho tới 52 tuổi là cái đại vận của mình mà cũng chạy rất nhanh. Trong khoảng thời gian này là con người mà vào đại vận 10 năm thì có thể là một là phát lên luôn, nếu mà tuổi của chúng ta đại vận mà không 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 phát là sẽ không bao giờ vào được hết ha. Rồi mặc dù đường tình duyên là của người mà chữ Nhâm này là bị gọi là bị trái mệnh, thì gọi là trai Nhâm gái quý, nhưng mà chúng ta chữ Nhâm này mà là chúng ta là mệnh nữ thì nó hơi bị trái khoái, cho nên là tình duyên thường là sẽ gặp hay gặp ngang trái ban đầu, nhưng nếu như mà từ tuổi 30 trở lên gia đạo sẽ được hạnh phúc ấm êm ha, ngày càng hưng vượng. Với tính tình gọi là cái người mà tuổi Tý thường là linh hoạt, và người tuổi Tý thì như đã nói ở các cái video trong đời thì là vốn là những người rất là dễ thích nghi, ở đâu sống được, ở dưới nước sống cũng được, trên ấy được, mà vô cả sa mạc họ cũng sống được, đó là cái tính thích nghi với hoàn cảnh. Cuộc sống có thăng trầm thử thách rồi sẽ cũng sẽ được biến thành một cái nhiều niềm vui thôi. Đó là vốn dĩ của những người tuổi Tý. Các chị thường tuổi Nhâm Tý này là người nhìn xa, thông minh mà trông rộng lại nhạy bén, khôn lanh, lại thêm sự chuyên cần trong làm việc, chăm chỉ lắm, ấy lắm, rất dễ thành công trong việc xây dựng sự nghiệp, phù hợp với các ngành nghề kinh doanh thương mại cũng như ở nhiều cái lĩnh vực khác. Nhưng mà các chị mà có thuộc cái lĩnh vực nào đi nữa thì cũng dễ tạo được cảm tình tốt với đối tác, nên đường danh lộc dễ thăng tiến. Tuy vậy nhược điểm lớn nhất của các chị là nhát gan, chuột mà nhát gan lắm, thấy mèo sợ, sợ trách nhiệm, đã bỏ cho nên là bỏ mất nhiều cơ hội tốt để làm ăn lớn, thăng quan tiến chức rồi vượt bậc, cho nên là chuẩn bị cái chữ nhát gan hay cái trù trừ so sánh này kia ha, thì hơn cuối cùng là mình cái cơ hội để vượt qua để người khác nhảy vô mất, đó là nếu không là giờ này là giao rồi.
Nếu như công danh sự nghiệp của năm 2018 năm Mậu Tuất thì như sau. Đối với các chị, năm Mậu Tuất 2018 là gặp sao Văn Hớn chiếu mạng, rất là dễ bị tai tiếng thị phi trong quan hệ làm ăn cũng như tình cảm gia đình. Tính toán thường gặp trở ngại, chống phá có thể đưa đến tranh chấp, thư kiện, nhưng không gặp nạn đâu. Sao Vân Hớn thì vốn là một cái sao thuộc hành hỏa, đối với người mệnh mộc của các chị là bị sinh xuất, mộc sinh hỏa mà là bị sinh xuất. Nhưng trong cái rủi mà sinh xuất thì nhưng mà nó cũng là một cái sự tương sinh chứ không phải là tương khắc, cho nên là trong cái rủi nó có cái may. Tuy là sao xấu nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng, chỉ cần an phận thủ thường, không tranh thắng tranh thua là được. Trong năm nay tuy là cái sao nó xấu nhưng mà cái sao này là nếu như an phận thủ thường thì sẽ vượt qua thôi, bình thường. Với hạn ngũ mộ thì đề phòng tiền của có thể bị mất cấp, lường gạt, nhất là bạn bè và người thân. Đó là những gì mà cái hạn ngũ mộ nó hay đem lại. Về tứ trụ thì năm nay Mậu Tuất 2018 là thiên tổn đối với tuổi chị nè, địa xung với cái tuổi nhâm tý nữ, cho nên là môn sự rất là khó thành, thường bị chống phá hay thời thế đổi thay. Đang làm việc đó cái tự nhiên cái giá mình đang làm cái việc này giá đang ngon, cái tự nhiên cái thời thế đổi thay cái giá nó xuống, mình không làm được nữa. Đó là vậy. Dễ hư việc, lộc tài làm được thì cũng dễ mất, làm ra tiền đi nữa thì cũng dễ mất, dễ bị hay ha. Gia đình tình cảm bất an, nhưng sức khỏe thì không có gì đáng ngại. Đấy là cái về tứ trụ. Còn vận niên trư phùng hỏa thì thường là bất lợi trong môi trường làm việc, hay bị người ta đâm chọc, cũng như trong gia đình thường gặp chuyện nghịch ý trái lòng, luôn nóng nảy bực bội, bực dọc, đôi khi là vô cớ, cần giữ tâm an lành thì mới mong mọi chuyện không gây hậu quả nghiêm trọng. Năm nay là dễ bực bội lắm, nhiều khi gặp cái chuyện đâu trái phải đâu không ha, cho nên cẩn thận. Như vậy là phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành mà để luận giải thì như đã nói ở các tuổi khác, năm nay là can mậu là thuộc dương, ngũ hành lại hợp hỏa, trung vận là thái chỉ, cho nên là hỏa vận nó sẽ bị dương. Đối với các chị mà mạng tan lúa mộc là sẽ khó khăn, tại vì mộc sinh hỏa mà hỏa nhiều thì đưa bao nhiêu củi vô nó cũng cháy hết, tuy không gặp thiệt hại nhiều ha, nhưng phải cẩn thận khi làm việc lớn, nên làm những việc trong tầm tay, tránh vay mượn đầu tư quá lớn thì vẫn có thể lợi tức ổn, trong năm nay vẫn có thu nhập. Rồi ao hạn thì rõ ràng hồi nãy đó mình phân tích rồi, nó yếu kém lắm, công việc nhiều trở ngại rối ren, càng cưỡng cầu càng thiệt hại nhiều. Đặc biệt cẩn thận trong quan hệ tiền bạc, có thể bị bội tính lừa gạt. Vận thế là và vận niên á, vận thế đó và vận niên á thì rất là bất lợi cho ta, không có cơ may, công việc thì dễ gặp hạn thất thường, gia đình tình cảm cũng khó được yên. Có thể nói đây là một năm rất là nhiều khó khăn đối với các chị tuổi nhâm tý. Không, dự đoán là một năm rất là khó khăn về tứ trụ. Thì nếu mà vậy như vậy thì chúng ta xét thêm về tử vi thì sao? Về mặt tử vi á thì năm Mậu Tuất 2018 là tiểu vận đi vào thắng địa, có lợi cho danh lộc và sức khỏe, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn hóa giải các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Đại vận 10 năm từ 45 tới 52 tuổi là thời gian vượng phát, ảnh hưởng tốt đến cái tiểu vận này. Mình đang ở trong cái giai đoạn đại vận rồi ha, mà mình có tiểu vận đi vào thắng địa nữa thì là sẽ tốt. Tuy vậy năm nay thiên can mậu tương xung với lại nhâm của chúng ta, chữ mậu nó khác chữ nhâm, công việc dù có thắng lợi cũng phải qua nhiều chướng ngại cam go, tiền tài không ổn định, có lúc thì có rất nhiều, có lúc thì không có đồng nào ha, cho nên là cẩn thận nha. Không ổn định thì mình phải tính toán những cái gì đó mà lại vừa phải thôi. Cung tiểu vận thì có thất sát ngộ nhưng mà có tuần, đồng thời cũng có tan môn quan đới, có thái tuế, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, làm ăn lớn cần phải cẩn thận. Các chị là người có tài nhưng quá tin người thì dễ tạo ra nhiều sơ hở, có thể dẫn đến việc kiện thương hay sức khỏe không ổn định, cho nên là năm nay đừng có quá tin người, dù rằng trước đây là người đó với mình đã làm rất là nhiều phi vụ, nhưng mà mình cũng nên cẩn thận hết, về trước đón sau hết mọi việc ha.
Rồi. Hội chiếu thì có tử, vũ, phủ, tướng, chứng tỏ các chị là người có tài xoay sở giỏi. Dù gặp khó khăn trong cái thời thế năm nay thì vẫn có thể vượt qua nhờ cái sự thích nghi của mình. Cái đã có những cái sao mệnh này thì nó là mình sẽ có thể biến chuyển cái xấu thành cái tốt, và có luôn cả cái bản mệnh của mình là con Tý mà thích nghi tốt, cho nên là sẽ có được cái động lực để mà thích nghi mình vượt qua ha. Đó là một cái điều rất là tốt về 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 tử vi. Cung mệnh thì có điếu khách nè, bát tọa, thiên cẩu, có thể gặp hung họa khó lường. Nếu quá tham vọng cần đề phòng tiểu nhân lừa gạt, của cải mất mát, tâm trí thì bất an. Năm nay á thì dễ có dịp đi xa, đối với các chị ha, có những cái xấu nhưng mà dễ có dịp đi xa. Cung tài bạch á thì có hóa lộc nè, lộc tồn. Thì nếu như có hai cái này ở trong cung tài bạch á thì công việc làm ăn có thu nhập cao nhưng bất thường ha, như ở trên rồi, do có nhiều phá tinh đi cùng gây hao tán không ít. Mình cũng có hóa tinh xấu nữa. Nếu khéo tiêu xài chi tiêu á thì vẫn có tiền tài tận cuối năm. Nhìn chung á thì xét về các mặt tử vi và ngũ hành đó, năm 2018 á, thì xấu nhiều tốt ít. Dù có tài làm ăn nhưng gặp năm không hợp thời vận, em e rằng là sự nghiệp không được như ý, nên giảm bớt tham vọng đi, đừng có làm cái gì lớn hết, làm cái gì vừa vừa thôi. Cố gắng tính toán cẩn thận, phòng bất trắc thì sự nghiệp vẫn được bảo tồn. Mình không phát huy được nhưng mà mình vẫn bảo tồn được, mình cái vị thế của mình nó không bị mất đi. Tuy là năm xấu nhưng mà mình cũng vẫn có thể bảo tồn được. Rồi, thì năm nay về tình cảm và giả đạo thì năm 2018 Mậu Tuất là sao hạn nó không tốt, vận thế vận niên thì đều bất an, tình cảm gia đình sẽ có nhiều xung động, rất là khó khăn. Các chị với bản tính cương cường, đúng không? Cương trường, bộc trực lại hơi nóng nảy, cho nên đời sống vợ chồng ít được vui vẻ, nên cẩn thận về lời nói để tránh việc bé xé ra to, càng thêm bất ổn, mà bất ổn trong gia đình thì công việc sẽ kéo theo. Nhập hạn thì có nhiều sao xấu, cho nên là dễ có tin buồn của người thân ha. Gia đạo thì dễ có người ốm đau gặp hạn. Tuy nhiên năm nay con cái lại có nhiều thành tựu đón chờ ha, con cái của các chị năm nay là thành công, có nhiều thành tựu đón chờ. Đối với các chị mà có quan hệ bên ngoài thì nên dè dặt ha, trong công việc cũng như giao tiếp vui chơi thường gặp cảnh trái ý không vừa lòng, nên nhẫn nhịn cho qua là hơn, tại vì năm nay đã tranh thắng ăn thua là mình sẽ chết. Đặc biệt là tránh cho mượn tiền mượn của, dễ sinh chuyện mất mát, đừng dây dưa bàn bạc chuyện của người khác, và cũng đừng đưa vai gánh vác nợ của ai, cũng như là đứng ra nhận tôi sẽ trả, tôi sẽ chăm sóc này kia, là mình sẽ kể không người có thể dính dáng đến kiện thưa và pháp luật. Cho nên là các chị năm nay đừng làm ơn, đừng có dính vô ai mượn nợ ha, kia đừng có đứng làm chứng hay là gì ha. Mình giới thiệu thôi, còn muốn mượn gì đó cho mượn hay không thì người ta còn mượn hay không thì người ta đừng có đứng làm chứng nha, bà này có cho mượn tiền là không là dính tới mình. Đối với các chị mà đang trong tình trạng độc thân thì năm nay rất là dễ bị tai tiếng thị phi, nhất là giao tiếp với người khác phái, nên tìm hiểu cặn kẽ để tránh bị lừa tình nè, dính vào mang khi vào tai tiếng là phá hoại hạnh phúc người khác, rất có hại cho uy tín. Năm nay không thấy hồng đào như song hỷ xuất hiện ở tử vi, các chị sẽ khó có cái việc mà cưới sinh hoặc về ở trong nhà với một cái đối tượng nào khác, cho nên là chưa bị lưới tình mà bủa vây trói buộc đâu, cho nên là cũng còn thông dong đi chơi được ha. Nhưng mà nếu mà đã có ý trung nhân á ha, muốn lập gia đình đó, thì năm Mậu Tuất 2018 tuy không thuận thời nhưng không phải là hung niên trong cưới gả, nên là chẳng có gì phải kiêng kỵ, cũng có thể đến với nhau được. Nhưng mà hình như tuổi này thì các chị là không muốn cưới đâu, chỉ muốn về ở với nhau thôi ha. Về mặt sức khỏe thì năm Mậu Tuất 2018 can chi đều bất ổn tổn hại ha, hạn cũng có bệnh tan, nên quan tâm sức khỏe nhiều hơn và cẩn thận phòng tai nạn phạm thân nguy mạng, giảm thiểu việc đi chơi xa và tránh vùng sông nước ha, bổn mạng vững vàng, có đau ốm thì cũng vẫn có thể vượt qua được. Đó là một cái sơ khởi
vận gọi là tử vi ngũ hành của cái tuổi Nhâm Tý 1972 nữ mạng đối với năm Mậu Tuất 2018, thì đó là những cái sơ khởi chung thôi, mà sách tử vi nào cũng có thể nói, hoặc là trên trang mạng nào họ cũng có thể tổng hợp được, có thể họ tổng hợp không sâu hơn em thôi, nhưng mà cũng là 9-10. Nhưng mà cái của em làm thì em sẽ chi tiết hơn, em luận từng tháng luôn. Thì đây là cái vận hạn 6 tháng đầu năm 2018 Mậu Tuất đối với cái tuổi của các chị nó như thế này. Đầu tiên á, thì tháng tháng giêng của Mậu Tuất là tháng Giáp Dần, tháng này là tháng Thủy. Mà như chúng ta biết rồi, chúng ta được tương sinh Thủy, nó sinh mộc, tốt cho nên là tốt cho sức khỏe. Thiên can á, chữ Nhâm với chữ Giáp á, thì là không xung không hợp ha, là trạng thái cân bằng tự chủ, sẽ không có việc gì lớn xảy ra về bất trắc. Địa chi Tý với Dần á, ha, cũng vậy, tự chủ hòa bình, không hình hại, không xung khắc gì nhau hết, không tương hợp luôn. Như vậy tháng giêng năm Mậu Tuất 2018 là một tháng có thể nói là may mắn về sức khỏe và gia đạo của các chị, bởi các chị gặp là tháng tương sinh Thủy sinh mộc, tương sinh về mệnh Thủy sinh mộc, mà bản mệnh được tương sinh sẽ giúp cho các cái tinh quân mà tốt trong cung mệnh của chúng ta, các tinh quân tốt của năm mà đang ở trong cung mệnh của chúng ta, nó sẽ phát huy cái độ sáng của nó lên tốt nhất, phát huy cái tác dụng của nó tốt nhất, hết cái khả năng sẽ đẩy lùi được cái xấu. Bên cạnh đó thiên can và địa chi thì không gặp hình hại hay xung khắc, thì công việc làm ăn và giao tế cũng không gặp vấn đề xảy ra. Đây là một khởi đầu thuận lợi cho một năm khá nhiều bất trắc này. Nếu mà đây là một cái khởi đầu, cái những cái tháng này rất là tốt, tháng 1 tốt, nó không có xung khắc gì hết, mà còn mệnh thì được tương hợp nữa, thì nó sẽ giúp cho những cái ngôi cái tinh quân tốt mà chiếu mạng ở trong cung mệnh của chúng ta, năm của các chị trong năm nay, năm Mậu Tuất, nó sáng lên, mà nó sáng lên sẽ đẩy những cái sao xấu ra. Tháng thứ hai, tháng 2 âm lịch là tháng Ất Mão, tháng này cũng là tháng Thủy, thì mệnh cũng như trên chúng ta vẫn được tương sinh Thủy sinh mộc tốt. Thiên can nhâm mất thì không xung không hợp, trạng thái cân dụng bằng tự chủ, nhưng mà Tý Mão, Tý Ngọ Mão thì nó cách con ngọ rồi, cho nên là nó vẫn là tháng xung trong tháng tứ hành xung, nhưng nó sẽ bị cái sự xung khắc của nó sẽ nhẹ hơn nhiều, người ta gọi là tự hình. Trong tử vi của bên 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 em thì hay gọi đó là tự hình. Mà tự hình thì sao? Tự hình là nó nhẹ hơn lục xung và lục hại rất là nhiều ha. Lục xung thì để tôi nói thí dụ như Tý, Tý Ngọ, Tý với Ngọ là lục xung, Tý với lại Mẹo, Tý Ngọ Mẹo, Tý Mẹo là tự hình, rồi lát nữa sau sẽ có tới tự hại luôn. Tự hại là tuổi sao, tại sao là tới tự hại, để cho mọi người biết luôn. Rồi thì như vậy là chúng ta sẽ bị tự hình, địa chi thì bị tự hình. Thì để xem nha, đối với các chị tháng 2 là một tháng khá lành vì được mệnh tương sinh ha, thủy sinh mộc như ở trên, thiên can thì không gặp xung khắc, công việc sẽ thuận lợi, không có đáng lo vì va vấp hoặc là trở ngại. Tuy nhiên địa chi là tháng xung nhưng không quá nặng, chỉ là tự hình nên gia đạo có rối rắm cũng dễ dàng vượt qua. Khởi đầu năm mới với cả hai tháng như được tương sinh về mạng, thế này cũng là một thuận lợi không nhỏ cho các chị. Đó là một điều tốt ha. Đến nữa tới tháng 3 là tháng Bính Thìn, tháng này là tháng Thổ. Tháng Thổ thì chúng ta mệnh chúng ta sẽ khắc tháng là Mộc khắc Thổ, tương khắc cẩn thận sức khỏe. Thiên can nhâm nó lại tương khắc với bính, công việc sẽ gặp va vấp trở ngại, nhưng mà nó dù gì chúng ta là nhâm khắc bính nhưng phải là bính khắc nhâm, hay là bính khắc nhâm là sẽ rất là mệt mỏi. Địa chi á, thuộc nhóm tam hợp thân tí thìn, cho thấy dấu hiệu của nhiều sự may mắn ở trong gia đạo và cũng như là các công việc giao tế ở bên ngoài. Tháng 3 đối với các chị á, sẽ có nhiều điều bất lợi về vì mệnh bị tương khắc là mộc khắc thổ, điều này không mấy thuận lợi cho sức khỏe bổn mạng nên cẩn thận. Thiên can á, thì bị tương khắc sẽ là dấu hiệu cho cái sự khó khăn và trở ngại trong công việc, nhất là giao tế, tuy nhiên cũng sẽ giải quyết được, do là cái chữ nhâm của chúng ta khắc chữ bính, chữ nhâm của các chị khắc chữ bính là bính thìn rồi. Tương khắc tháng, bên cạnh đó với tam hợp thân tí thìn của địa chi
cũng giúp cho các chị nhiều vì những may mắn nó đem lại, có tam hợp hóa được tam tai rất là nhiều, chứ đừng có nói cái việc mà mình tương khắc tu tháng thì nó sẽ hóa được giải được đi rất là nhiều thứ. Đây là tháng xấu nhiều đúng không, tốt ít, cho nên là các chị cần cẩn thận nhiều mặt, nhất là ký kết giao kèo coi chừng bị lợi dụng à, đó cho nên cẩn thận ha. Đó là tháng 3. Đến tiếp là tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tháng Đinh Tỵ. Tháng này cũng là tháng Thổ. Chúng ta mọc cũng khắc Thổ, tương khắc bản mệnh xấu, xấu về sức khỏe ha. Đinh á, chữ Đinh của tháng nó lại hợp với chữ Nhâm. Đây là sự hợp nhân tử chủ về chữ Nhân. Rồi Tý với Tỵ địa chi á, là tự chủ hòa bình, không hình hại, không tương hợp nhau. Như vậy thì tháng này công việc của các chị sẽ gặp nhiều thuận lợi, bởi thiên can thuộc ngũ hợp Đinh hợp Nhâm, đây là một thuận lợi không nhỏ trong công việc cũng như tài lộc của các chị, dễ tăng lộc và phát triển trong này. Địa chi thì lại không bị hình hại hay tương khắc nhau, đây là một thuận lợi không nhỏ cho các chị vì có sự hậu thuẫn từ gia đình. Tuy nhiên cũng như tháng 3, các chị bị bệnh tương khắc mệnh tương khắc tháng, nên cẩn thận sức khỏe hay tai nạn nhẹ có thể xảy ra như vậy là tháng này tốt hơn tháng kia, tại vì tháng này có mình có Đinh hợp Nhâm. Đinh hợp Nhâm là thuộc ngũ hợp, mà ngũ hợp mà thiên can thì nó dễ, cái công việc nó dễ thành, mưu sự nó dễ ra tiền. Rồi đó là tháng 4. Tiếp đến là tháng 5, tháng Mậu Ngọ. Tháng này là tháng hỏa, mà như các chị biết rồi, mình là các chị là mệnh mộc, mộc sinh hỏa, bổn mạng mà sinh xuất ha, bổn mạng yếu xấu đề phòng bệnh hoặc là tai nạn nặng. Can á, là chữ Mậu nó lại khắc chữ Nhâm chữ Mậu của tháng nó khắc chữ Nhâm, hồi nãy là mình khắc tháng nha, bây giờ là tháng nó khắc mình, cho nên là xấu cho công việc, va vấp và trở ngại rất là khó khăn. Địa chi Tý Ngọ. Tý Ngọ là lục xung. Lục xung là sự mô tả đối chọi lẫn nhau rất là lớn. Như vậy có thấy là chúng ta cái tháng này chúng ta ngoài sinh xuất mệnh ra, chúng ta còn có ba hai cái kia nữa, cho nên là sẽ coi tổng hợp nó như thế nào. Đây có thể coi là tháng khó khăn nhất trong 6 tháng đầu năm 2018 Mậu Tuất của các chị, bởi mệnh bị sinh xuất, mộc sinh hỏa, đây là dấu hiệu bổn mạng bị yếu đi ha. Các tinh quân xấu dễ dàng che lấp cái ảnh hưởng tốt của các tinh quân tốt ha, nó sẽ phát huy tác dụng tối đa. Thiên can tương khắc Mậu Nhâm, Mậu nó khắc Nhâm là một dấu hiệu rất xấu cho công việc, nhất là bị tháng tương khắc, chắc chắn công việc làm ăn và danh lộc sẽ bị ảnh hưởng nhiều, dễ bị gạt và mất tiền tài trong tháng này, các chị cần cẩn thận. Địa chi lại gặp lục xung Tý Ngọ sẽ làm cho mọi việc càng thêm tồi tệ hơn, cho nên là các chị đặc biệt cẩn thận trong tháng này ha. Những việc lớn, những cái hợp đồng này kia thì tránh bàn thảo trong cái hợp này. Tháng này gọi là tốt nhất tháng này vẫn là an phận thủ thường, ai nói gì cũng nhận tháng này mình tu đi ha, chứ không phải coi mệt các chị đó nha. Rồi tháng cuối cùng của 6 tháng đầu năm là tháng Kỷ Mùi. Tháng này cũng là tháng hỏa, mệnh mình tiếp tục bị sinh xuất, mộc sinh hỏa, bổn mạng yếu xấu, đề phòng bệnh nạn. Nhâm với Kỷ thì không xung không hợp, từ chủ an bình. Tý với Mùi lại là thuộc nhóm tương hại, và tương hại ở đây được hiểu là sự cản trở nhau, cho nên là mình biết là cái tháng này nó sẽ cản trở mình. Đây là tháng tiếp tục gặp sinh xuất bản mệnh, nên cẩn trọng sức khỏe, nhất là tai nạn phạm thân ha. Tháng trên vậy chứ mà tai nạn không phạm thân, dù là nó xấu nhưng mà tháng này là tai nạn phạm thân ha. Thiên can Nhâm Kỷ không xung không khắc nhau sẽ giúp cho công việc không gặp khó khăn, thăng trầm bằng hơn ha, hơn thăng trầm hơn là cái tháng năm nhiều xung khắc vừa rồi. Tuy nhiên với địa chi bị tương hại Tý với Mùi thì gia đạo vẫn còn nhiều rối rắm chưa yên, các chị cần nhún nhường và mở lời để mà vượt qua cái sự khó khăn. Như vậy mà nói thì tháng 5 thì là một cái tháng kinh khủng rồi, tháng 6 này thì mình gặp bị cái tương hại và bị sinh xuất bản mệnh nữa. Mà hiểu rồi, cái bản mệnh của mình là giống như cái đèn dầu này, mà mình bị rút hết đèn ra thì cái đèn nó yếu đi, mà gặp cái những cái gặp cái tháng mà địa chi tương hại nữa, nó sẽ làm cho mình xấu, cái vùng đen nó nhiều đi, mà cái vùng đen nhiều thì sẽ ảnh hưởng tới mình cho nên là các chị cẩn thận ha. Tháng 5 nó tệ thì tháng 6
nó cũng sẽ không có tốt nhanh lên được, nó không có tốt lên liền được, mà nó phải là là chứ, nó xuống tới đây thì nó phải là là. Cho nên là các chị cũng cẩn thận, nó không rơi nữa thôi chứ nó không phải là tốt đâu ha. Như vậy đó, trên đây là tử vi của cái tuổi Nhâm Tý 1972 nữ mạng, và vận hạn 6 tháng đầu năm Mậu Tuất 2018 đối với các tuổi của các chị. Thì em mong rằng đây là cái thông tin mà hữu ích giúp được các chị trong việc cương nhu trong làm ăn trong tháng trong cái năm Mậu Tuất 2018. Video đến đây thì cũng đã hoàn mãn. Nếu các chị thấy hay thì xin vui lòng bấm like và chia sẻ, cũng như là comment những cái tháng năm ngày tháng năm sinh của mình ở bên dưới cái video, để nếu như mà em thấy cái ngày tháng năm sinh nào xấu quá thì em sẽ inbox và trả lời cho cái em sẽ có những cái tư vấn thêm cho cái tuổi đó. Còn nếu như ai xem video này mà chưa có cái tuổi của mình thì xin bấm đăng ký kênh của anh Ba Tử Vi để đón chờ những cái video clip tiếp theo nói về tử vi của tuổi mình cũng như bạn bè anh em của mình, để mọi người ứng dụng cho cái năm Mậu Tuất có được cái sự tốt đẹp, làm ăn có tiền, sắm nhà lầu xe hơi ha. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.